Xin chào anh em, hôm nay bên em vừa hoàn thiện thêm được một em cuối cùng của dòng lô máy ướp ẩm thương hiệu Hitachi, hàng Made in Japan. Hàng này thì bên em về được gần 20 con, thì đây là con cuối cùng rồi. Đấy, đã sơn xịt sạch sẽ anh em nhé, mặt trước và mặt trên thì là bằng nhựa, bên em đã sơn xịt lại. Còn hai bên thì nó là bằng thép, thì đã sơn tĩnh điện nguyên bản rồi, để bị bằng dính rồi. Chỗ là chỗ anh em có thể cắm vòi nước vào để lấy nước ra, không phải đổ nước anh em nhé. Dòng này ca nước rất là to rồi. Đấy, to. Đấy, nhấp phát là ra luôn. Rất tiện lợi. Thì bên phải đây. Chỗ này vận chuyển nó bị vỡ móc này chút anh em nhé. Đây bằng dính, mình chưa đánh. Thông số cho anh em đây. Con này hút khoảng tầm 20 lít anh nhé. Công suất là 480W, hàng Made in Japan. Hàng Hitachi thì em có rất nhiều video giới thiệu nội ngoại thất bên trong rồi. Đấy, một trong phân khúc hàng khủng nhất trong các dòng ướp với giá tầm 3 triệu. Ở đây nó bị lướt, em nó bị giãn dại, em dính vào cho trang trí. Hàng nào thì bên em báo thực tế đúng vào hình thức luôn, không nói sai. Dòng này thì phim bấm điện tử, đến lúc bật tắt này, đây các chế độ, chế độ auto này, chế độ liên tục này, chế độ quạt gió này. Đây có đèn cảnh báo, đây là cái đèn báo kêu âm thanh khi mà đầy nước nó tút 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 ấy, bật thì tùy anh em. Thế thôi. Còn dòng này đa số rất là tiện lợi, anh em muốn tốc độ gió mạnh nhất và nóng nhất thì chọn chế độ continue này, liên tục cho mình là xong. Đấy. Kích thước thì chiều cao nó khoảng tầm 80cm và chiều ngang này khoảng tầm 30 và chiều sâu tầm 35, nó lôm la như một cái đôn ấy để anh em kê phòng khách cho được. Dòng máy Hitachi công nghiệp này thì chuyên trị các phòng rộng. Lốc thì lốc rất là to. Dàn to dày, ống đồng đẹp anh em nhé, bao cho anh em luôn. Đặc biệt thì bánh xe mình nhá, thay thế bánh xe mới khác rồi, anh em miền Đông sử dụng thế máy luôn. Đây còn thì rất một con này. Anh em nào cần thì liên hệ mình qua số điện thoại 0979665264. Dòng phẩm máy đang bán là giá 3 triệu anh em nhé. Xương gì đẹp.